Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Như quý vị đã biết thì tuổi Mùi đại diện cho những con người sống rất giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt người tuổi Mùi thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người và họ có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhanh nhạy, nhạy bén, tinh tế. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không thể nào tưởng tượng nổi. Và trong tháng 8 này thì công việc của những người tuổi Mùi rất là cảm thấy thoải mái và có được nhiều thành tựu lớn trong tháng 8. Công việc tiến triển tốt là vì tuổi Mùi làm việc có lý trí, có quyết định tỉnh táo, chừng mực. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho công việc của mình và cố gắng hoàn thành nó đúng thời gian và theo như kế hoạch, không để ai phải phàn nàn về bất kỳ một điều gì. Vậy thì cụ thể vận trình trong tháng 8 này như thế nào đối với người tuổi Mùi? Họ có được những may mắn cát lành tốt đến như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của thầy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 8 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con dê không được mấy suôn sẻ, công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi và trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Mùi chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi Mùi còn trẻ, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống, thì tháng này sẽ khá ổn, tháng này công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng. Tuy vậy, cần chú ý hãy có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt đẹp để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi và luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn chính là lười và bảo thủ. Tháng 8 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế, bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm Nhâm Dần cho thấy tháng 8 này, tài lộc với những người tuổi Mùi không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, chỉ đủ chi tiêu trong công việc. Công việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió và tiềm ẩn làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này những người tuổi Mùi sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc, nếu có thua lỗ hay cần vốn tuyệt đối không vay mượn người thân, bạn bè, chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tình lẫn tiền. Vậy nên quý vị gia chủ tuổi Mùi nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tháng này, để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Mùi năm 2022 cho thấy, vào tháng 8 âm lịch sức khỏe của quý vị gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong lĩnh vực tài chính, bởi họ có thể sẽ phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của những người tuổi Mùi trong năm nay cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm. Các quý vị gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mùi.
thứ tư về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của tuổi Mùi trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều chuyện phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến việc làm ăn. Đối với tuổi Mùi đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến cho hòa khí gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Mùi sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Mùi độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào, phá đám tình cảm của hai bạn. Và về gia đạo thì tháng này đưa tới nhiều chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các quý vị gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mùi, tuổi này của bạn, tiền tài danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy nếu muốn phát triển sự bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Trong tháng 8 âm lịch, vận thế của những người tuổi Tân Mùi bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa, vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Vận thế của những người tuổi Quý Mùi còn có những bước phát triển tích cực trong tháng 8 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong việc học tập nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm tang trá mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm hải trung kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm giản hạ thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các quý mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng.
Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát Canh Ngọ, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh, mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống, có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.